Thưa quý vị, với một số ổ dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch thì việc vận chuyển lưu thông đàn lợn có thể diễn ra bình thường. Điều đáng mừng hiện nay là giá lợn đang dần ổn định và người dân không còn quay lưng với thịt lợn. Đây cũng chính là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vào chiều ngày hôm nay, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2019 tại Hà Nội, sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong quý 1, dịch tả lợn châu Phi đã gây ảnh hưởng tới tiêu thụ thịt lợn, gây khó khăn cho tăng trưởng của ngành và khó khăn cho người chăn nuôi. Tổng số lợn bị tiêu hủy lên tới hơn 90.000 con. Xảy ra chủ yếu các hộ nhỏ lẻ thôi, chứ các doanh nghiệp lớn thì chưa xảy ra. Thế thì vấn đề ở đây là cái an toàn sinh học. Thế và để bù đắp cho cái này, hôm nay báo cáo các ông chí là có 4 cái giải pháp quan trọng vừa rồi Bộ Nông nghiệp đã làm và sẽ làm. Một là triệu tập các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, nâng cao cái an toàn sinh học, kiên quyết giữ đàn phụ kỵ đàn ông bà, để khi có điều kiện ở các địa phương là có đủ nguồn cung giống để phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó, chuẩn bị vào mùa mưa lũ, ngành nông nghiệp đang đối mặt với khô hạn ở Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng sạt lở cả bờ biển và bờ sông. Những điều này đã có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất. Một vấn đề cũng đang nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ, đó là quản lý thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là những loại có gốc glyphosate. Sau khi tòa án Mỹ cấp liên bang đã tuyên phạt Monsanto phải bồi thường cho bệnh nhân ung thư vì sử dụng hoạt chất diệt cỏ này. Cho đến hiện nay thì người ta đã công bố là glyphosate là có nguy cơ cao gây ung thư đến sức khỏe con người. Thì ngay tại thời điểm 2015 thì về phía Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là cục thì cũng đã ngay lập tức báo cáo nghĩa là chúng tôi đã cho ngừng toàn bộ cái việc là đăng ký mới đối với các sản phẩm này. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là tiếp tục là thu thập các thông tin và củng cố các thông tin, hay nói khác là các cái bằng chứng về mặt kỹ thuật, để là làm sao để nói ra vừa là các cái bằng chứng liên quan đến ung thư hay ảnh hưởng sức khỏe con người, đặc biệt là ung thư. Hai nữa là ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái. Ba nữa ảnh hưởng đến môi trường. Đấy. Và bốn nữa là ảnh hưởng đến các cái đa dạng sinh học cũng như là cái tính kháng. Trong quý 1 vừa qua, ngành nông nghiệp có mức tăng trưởng 2,68%, thấp hơn so với năm ngoái. Nhưng ngành nông nghiệp vẫn quyết tâm cả năm 2019 đạt tăng trưởng 3%. Về xuất khẩu, quý 1, ngành đạt kim ngạch 8,8 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn cùng kỳ năm trước 2,9%. Xuất khẩu giảm mạnh chủ yếu là các mặt hàng nông sản, cây trồng chính như tiêu, điều, cà phê, gạo. Hiện do xuất khẩu gạo giảm tới 20% so với cùng kỳ, chủ yếu là do khó khăn tại thị trường Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật đã có báo cáo đánh giá năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo gửi cho Hải quan Trung Quốc. Hy vọng sau khi Hải quan Trung Quốc thông qua các doanh nghiệp, tình hình xuất khẩu gạo sang thị trường này sẽ tăng trưởng và ổn định trong thời gian tới. Trước bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đều được dự báo tăng chậm lại, cùng với những khó khăn trong nước về dịch tả lợn châu Phi, biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long hay là hạn hán ở một số nơi các tỉnh Tây Nguyên, nhiều ý kiến cho rằng năm 2019 là năm đặc biệt khó khăn và thử thách đối với ngành nông nghiệp. Trong các quý tiếp theo, toàn ngành cần phải đẩy mạnh các ngành hàng đang có dư địa là thủy sản, lâm nghiệp và rau quả.